chị Hoa làm tư liệu. Dạ qua ở đây quả cà phê có được không hả chị? Ô em à? Không nhận ra, ui rồi, sao lại nhìn khác thế? Đồng phục đẹp thế. Thực ra là bên em phải dùng bên ga ở Metro của đại lý nhánh Bắc Ninh ấy, dùng rất là lâu, phải đến hơn 10 năm nay ấy. Thì qua quá trình dùng là em thấy là cái thứ nhất là cái chất lượng ga rất đảm bảo, hay là cái dịch vụ của mình ấy, dịch vụ của mình về cái chăm sóc khách hàng, để sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp ga đảm bảo tiến độ của bên em. Giá cả so với thị trường rất là hợp lý cho cái nhà hàng và bên em cũng là rất hài lòng với chất lượng của bên mình. Là một khách hàng thương hiệu rất là lớn như vậy và mặc dù ngoài thị trường nó rất là nhiều hãng ga, thì tại sao cá nhân của Tràng nói riêng và cũng giống như là về quan điểm của phòng tổ chức cũng giống như là phòng mua hàng nói chung, thì về sử dụng ga thì quan điểm của đơn vị như thế nào vẫn quyết định sử dụng ga của Petrolimex? Bọn em thì khi mà quyết định sử dụng ga Petrolimex ấy, thì bọn em cũng đã phải tìm hiểu thị trường, biết là có rất nhiều đơn vị đơn chào giá, nhưng mà cái dịch vụ bên em yêu cầu đầu tiên là cái chất lượng ga này phải đảm bảo về an toàn cháy nổ này, ga là cái dịch vụ giao hàng này, thì bọn em lại thấy là bên mình đảm bảo được tất cả các tiêu chí của em trong quá trình sử dụng ấy. Những cái đơn vị khác về giá cả có thể làm rẻ hơn hoặc là ngang bằng giá, nhưng mà về cái đặc điểm về cái lợi hình cái địa hình của bọn em ấy thì sẽ không đảm bảo được. Và khi mà đã làm việc quen với nhau rồi thì nhiều khi đêm hay ngày cái chi nhánh giao ga đều rất ổn định, nên bọn em hài lòng khi sử dụng với bên mình. Ồ, tuyệt vời quá, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều với những cái chia sẻ rất là chân thành. Và mong tất cả mọi người khi nghe được video này thì sẽ có cho mình cái quyết định nó tuyệt vời nhất để lựa chọn và sử dụng những sản phẩm ga chính hãng. Cảm ơn chị Hằng rất là nhiều.